Dự báo thời tiết đêm 29 và ngày 30 tháng 11 năm 2020, phía Đông Bắc Bộ không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 11 đến 24 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 12 đến 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Nam từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Riêng Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ. Thủ đô Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ.